Khúc này là mấy anh em đã chuẩn bị đồ ăn rất là nhiều, nhưng mà em nó chưa đến, nó đang ở dưới quê đang lên anh em à. Em mà làm cho mình là người dân tộc Hờ Mông á anh em đó. Nói chung là những ngày đầu em nó theo mình á thì rất là siêng năng, và cũng có nhiều anh em biết tới, cho nên bữa nay anh em tới làm cái tiệc chia tay nho nhỏ đối với anh em đi nghĩa vụ quân sự. Thường thường ở nhà mấy anh em mình kêu mày tao, nhưng mà thực chất thì rất là thân thiết nha anh em nha. Đó. Lúc này là ăn hết mồi, gần hết mồi luôn mà vẫn chưa tới nha anh em nha. Đó, nướng rất là. Xin giới thiệu anh em là ngày Hải đi lính nha anh em. À, lộn cơ. Rồi. Tập trung kìa. Tập trung một xíu thôi. Nhân vật chính, nhân vật chính. Ngày hôm nay á. Rồi nói luôn ơi. Là chia tay á. Của ai á? Không phải tôi. Ai đây? Thi đây. Không phải em đâu. Em không có thi à? Đúng rồi đi em. Ai là thi? Phải nhé đâu. Ai em ai là thi? Em không phải thầy. Nó kêu thi đúng không? Đúng rồi anh. Và rất đẹp. Rồi. Thì, nãy giờ anh em nói là đây là nhân vật chính ha, là hôm nay sẽ làm tiệc chia tay. À, thanh niên này là đi lính anh em, phục vụ nghĩa vụ quân sự. Đó. Sao cảm giác đi lính hay sao? Tự hào không? Em chưa biết đi lính như nào nữa, em phục vụ quân đội đó em. Phục vụ quân đội á, sạch sẽ nha. Phục vụ mấy anh trong quân đội hả? Đúng rồi, đông lắm đó. Sẽ không em về đây. Đâu, Bi có lời nào nói với Thi không? Nói gì vợ, giờ biết nói gì vậy? Nói gì đâu, mấy bữa nay là lưu lại kỷ niệm để Thi nó đi lính, mà lâu lâu mà có chương trình phát cuối tuần đó, thì nó phát cái clip mày lên coi. Nói đi. Thì cũng đâu có gì đâu, nói chung mà thi lính thì vô đó không biết nói gì luôn á, giờ em không biết nói gì luôn. Không biết. Trần Tuyên nói gì à, anh tiếng nói anh tiếng. Ôi Thi ơi, anh chưa kịp ngủ với Thi, tối nào mà Thi nỡ thằng nào bỏ anh ra đi. Ôi Thi ơi, này Thi ơi. Tôi hẹn Thi 2 năm nữa mình về, không phải phòng đối diện nữa, mình chung phòng mình Thi ơi. Chung phòng. Gọi mặt nhỏ kìa. Mặt nhỏ nói gì đây? Nói gì cứ nói lưu lại cho để ở trong đó 2 năm rồi á. Vậy nói gì vậy? Nói sao mà cho cảm động coi rồi khóc luôn. Mẹ cảm động coi mà khóc luôn á. Anh có người yêu chưa? Cố lên. Anh có người yêu chưa? Thì em hỏi anh có người yêu chưa? Nói nhỏ ấy. À thì có người yêu chưa? Thì tình hình là anh Thi đi 2 năm nhưng mà về có con ba ba năm ba ba tuổi đúng không? Thì ba cho mầm đó là mầm nhỏ xong nó lớn rồi. Mập lớn nói này lớn rồi nói giùm nói thầy em hay là muốn nói nói chứ anh em mình biết nhau cũng mới đây nhưng mà cảm giác chơi chung nó thân thiện thôi thì nói ráng đem, nói chung là thời gian nó qua mau mình đi về một thời gian, nếu mà cảm thấy thích nữa anh em có duyên lại lên đây chơi ha. Ở đây anh em vui vẻ, quan trọng là mình biết nó giờ đi đâu thôi, còn lại ở đâu cũng vui vẻ hết trơn em. Nói cái cho vui em. Nói chứ em biết anh Thi được bao lâu rồi nè? Biết Thi được như rồi ta. Nhanh vậy năm biết Thi được 8 tháng rồi. 8 tháng rồi, thấy anh Thi sao? Thì siêng năng, dễ thương. Đẹp trai. Đẹp trai. Không đẹp trai, quan trọng là khẩu đẹp trai. Má nụ cười tỏa nắng bao nhiêu gái phải mê. Học đấy. Anh đi bắt tay em với anh đi đi tập gym về. Rồi anh Hải nói trước đi. Đi kiếm cho anh Hải hả? Ôi giời mời anh Nam hả? À, tiếp lời anh Mập nha Thi. Anh tiếp lời anh Mập nha. Không, Nam là Nam tiếp lời anh Mập thôi. Anh Mập nói hết phòng của anh Nam rồi. Bây giờ anh Nam chúc Thi là chúc Thi vô đó là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành nha. Khó khăn nào cũng vượt qua, đi vô đó về là bớt BD lại được chưa? Cảm ơn gia đình. Thật sự là Thi ơi, tôi mới biết đây luôn á. Nhưng mà chúc Thi nha, đi vô nghĩa vụ quân sự thì hoàn thành nhé. Cố lên. Đừng vì một phút yêu lòng mà mình Thank you. Ê à, dạ không nha mọi người, tôi lọt danh sách rồi, tôi vô đâu tôi mệt quân sự với tôi đó. Để vô đó có cái để anh thì cũng mới gặp em đây cách đây nửa tiếng rồi. Vậy nè, vậy bữa chừng nào mở về cắt cho nó cái đúng rồi anh, đây có gì
Anh mới gặp em đây nửa tiếng thôi, nhưng mà có gì khi mà đi lính á, qua bên anh xử cho cái đầu đẹp đẹp để đi lính nha. Rồi, đúng rồi, anh là ba bơ. Có gì anh xử cho em cái đầu bán bán em đi lính nha. Thiệt, bảo đảm vô chổng mấy anh mời. Được không? Anh thì không biết nói gì hết, nhưng mà anh chúc em nhiều sức khỏe, nói chung là đi lính gán hoàn thành nhiệm vụ. Đưa ok. Đi Phú Long là Phú Long. Không, không nói đâu. Đi Phú Long đá cái đi rồi đi lính. Không nói đâu. Nè, cái ai muốn nói đi. Phú Long đây. Có ba anh em. Ừ, nói. Em không biết nói gì hết. Nói anh cho em đi Phú Long. Đừng nói gì, đừng nói là gì. Nói gì vậy? Nói gì? Ôi, biết nói nè. Anh không biết nói. Anh Minh ơi. Rồi bây giờ người chính chính là có nghĩa là sư phụ của nó. Dạ. Sư phụ của Lý A Thi. Đó, nói chung là đi từ cái thời mình từ thời cởi chuồng tắm mưa tới giờ anh em. Thời mà mấy anh em còn chưa biết Phú Lâm là gì. Thì nói chung là em mới đi là cũng nửa buồn mà nửa vui. Vui là bởi sao vậy, nó đi nó phát triển bản thân nó sức mà cứ khỏe hơn. Đó, bây giờ ở đây nó yếu quá bệnh tật hoài à. Đó. Thì nó đi vô đó thì sẽ tốt hơn. Còn buồn buồn có nghĩa là anh em mình ở chung lâu rồi, có nghĩa là ở đây thì làm mình là ở chung mình luôn, từ thời bên kia tới bên đây luôn là ở chung mình rồi. Thì trước khi đi mình cũng hỏi nó thích cái gì, thì nó kêu là nó thích bóng. Yeah. Nó bộ đồ bóng đá anh em. Thử mở ra thử cho mọi người coi. Này là sư phụ của nó tặng. Này là ơi thử tại chỗ hay sao? Đẹp không? Này của ít lòng nhiều ha. Vô đó là mấy cái giờ mà giờ thể thao là mình mặc được mấy bộ này mà. Chưa biết em. Được, hồi đó anh nhớ anh mặc, hồi đó anh nhớ anh mặc được mà. Bữa anh trốn nghĩa vụ mà. Tớ công chuyện. Rồi, đây thêm cái áo nè, cái áo của hãng. À. Tiến, lấy giùm anh trên kia luôn Tiến. Cái cọc trên kia. Cọc tiền hả? Quá mà quan trọng nè, cọc tiền. Quan trọng mà. Quan trọng, quan trọng. Tại vì nó vô không biết chừng nào về đúng không? Đó. Này chắc không cho hết cọc đâu, hết cọc là chết đó. Cầm anh. Cái này là coi như là lộ phí để em đi xe với lại vô đó có gọi mấy em tới thì có tiền bo cho người ta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, thôi gần như đếm Minh. Vậy đếm được cho hết luôn đi anh. Anh Minh ơi, em cũng mới trúng cái vụ quân sự rồi. Bây giờ em cầu em trúng cái gì đây, chỉ cần hành động thôi. Có nhiêu tôi chứ vậy? Cần gì đếm. Lộn rồi. Rồi, này là... này không phải là quay clip chơi, nó lại lòi lại rồi mấy cha. Này là cho thiệt. Đó là đi xe với lại về mua, thích mua cái gì mua, tại anh định mua cho em mà thôi, thế về thích mua cái gì mua. Cái thích ra Phú Lâm thì nói bị dắt đi. Thì thấy rành láo bị dưới mặt được tới nào nữa giờ. Tới rành láo. Giữ xài đi mạnh giỏi. Đó, nói chung là ở đây là mình coi nó như em của mình vậy đó. Nói chung là nó đi thì cũng như em mình đi thôi. Thì mập kia qua sang năm cũng có clip. Chuẩn bị tới tuổi rồi anh em. Rồi có gì nói với mấy anh em ở đây là nói lời cuối cùng. Em không biết nói gì nhiều luôn. Em cảm ơn. Đúng rồi. Rồi cảm ơn. Cảm ơn, đầu tiên là cảm ơn anh Minh. Bỏ túi đây. Cảm ơn anh Minh. Cảm ơn mọi người luôn. Em ít không biết nói, nói chung là không biết nói. Là người dân tộc Mông á, cho nên nói không có rành. Cảm ơn gia đình xã hội. Cảm ơn mọi người.
Đây bắt cảnh liền. Ở trong em cảm ơn mọi người nhiều em không biết nói gì nhỉ. Rồi thì Tết là mình hết gặp rồi đúng không? Bây giờ gặp là coi như là bữa này tất niên là anh em mình gặp bữa cuối rồi, đâu còn gặp bữa nào đâu. Đó thì bữa nay anh tụ họp mọi người lại đó, em lên thì để chia tay, coi như là cái tiệc gọi là chia tay em đi, tại 2 năm nó cũng nhiều chứ đâu ít đâu. 2 năm là khá dài. Đẻ được 2 3 đứa rồi đó. Phải đâu 2 năm 3 đứa, người ta nói 2 năm 3 đứa đúng không? Đó thì rồi cố gắng giữ sức khỏe. Rồi mọi người kênh xem kênh YouTube là cũng biết cu này ha, là hay quay cho mình là chiều cao 1m6 hay thử xe á anh em. Đó. Chiều cao 1m6 thì hay thử xe đó mọi người. Đó hay thử xe á. Thì bây giờ em mới đi lính rồi, nói chung là anh em mình làm buổi tiệc chia tay sẵn nói anh em trên kênh luôn. Anh em nào mà chưa ký giấy á thì qua gấp để cho nó ký ra, hiện tại thì mình nhớ là anh không nhớ em đứng tên hình như 4 5 con xe vậy á. Chứ em chẳng nhớ nữa. Anh cũng nhớ nữa, bây giờ nếu như mà ai mà không nhớ thì 2 năm sau ký giấy rồi. Rồi vậy nha anh em, ai mà chưa ký giấy á, Lý A Thi mà chưa, hình như chỉ có 2-3 xe mà anh nhắn hết rồi, anh nhắn người ta hết rồi. Thì qua Thi nó ký giấy qua cho, tại mấy anh em mua xe mà mấy anh em chịu ký giấy không? Mua xe xong đem xe về không à? Có nghĩa là có những anh em tới đây mua xe lấy cờ bạc đem về không à? Thì có hình như anh nhớ là 4 xe đúng không? 4-5 xe gì đó là Thi đứng ủy quyền. Thì anh em nào mà qua ký á thì ghé ký luôn, tại Thi ở đây tới 10 ngày rồi. Đó, trong 10 ngày anh em tranh thủ ghé ký giấy. Còn hầu như là tất cả xe mình đều đứng hết, tại vì 4 con xe đó là những con xe lúc đó mình không có nhà, Thi ở đi mua để đứng tên thì nó ký qua anh em, tại vì anh em tin tưởng quá anh em không ký, anh ký anh mua xe người ta lấy cái vẹt thôi, người ta lấy cái vẹt ta chạy về thôi à. Đó thì tranh thủ anh em qua ký nha. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip này là một phần là để tiễn Thi, một phần để thông báo cho anh em là biết là qua ký giấy với Thi rồi. Ok. Rồi Hải chốt lời đi. Hải á, là hồi xưa là diễn viên nổi tiếng á, chắc anh em mà con trai không coi gì đâu, diễn viên phim xét gầy á. Nổi tiếng lắm nha mọi người. Nói nghe nè, nổi tiếng lắm luôn á. Thi ơi, chúc Thi lên đường bình an, sức khỏe. Cái clip này là clip của tôi vậy đó mọi người. Thật ra nay quay người khác tôi rất là tức ra giờ luôn. Tôi ngồi tôi rất là muốn gây lộn. Xin lỗi mọi người. Thôi, kết thúc clip cho mọi người nha. Team follow, love you. Quá trời phối hợp rồi mọi người ơi. Nhiều khi bạn này nổi tiếng các bạn. Nhiều khi clip bạn hot luôn á, clip bạn. Thôi đi. Rồi lên nhạc. Sao trẻ trâu? Nó khác nhất cũ phải không? Ok. Anh thử thôi. Thôi anh chạy về luôn mà. Thôi thử đi, chạy rồi biết rồi. Không, nãy kêu anh chạy là cho anh biết cái cảm giác nhớ cũ và nhớ mới khác nhau thôi. Để mình dễ biết. Rồi cho anh em ngắm nó lần nữa nha. Theo mình thấy là nó rất là đẹp. Anh em thấy ra nắng không? Ánh luôn á. Rồi bye bye anh em nha, cảm ơn anh em. Thì anh em nào muốn làm cái gì đó thì cứ inbox cho mình đó. Như anh em này qua chuẩn bị bán chiếc CB300 nè đó, bán chiếc CB300 để tậu xe mới nha. Tính tậu xe gì em? S650 đó, bán CB300 nè. CB300 này cũng can lắm luôn. Nhìn cái vỏ là biết rồi, nhìn cái vỏ là có thể đánh giá được cái xe rồi nè. Thấy không nè, mới nhìn sơ thôi. Thì những cái điểm đầu tiên anh em đi mua xe là anh em phải nhìn vỏ đầu tiên. Vỏ, bô, dàn áo, rồi tới đèn, rồi tới ghi đông, đuôi, nói chung là nhìn tổng thể xong mới nhìn trong xong mới test xong rồi mới nhìn cái đồng hồ cuối cùng. Nếu như anh em mà đi mua xe á, anh em chỉ nhìn chất xe thôi, anh em đừng bao giờ nhìn đồng hồ, thì không có thằng nào mà nó tua đồng hồ của anh em đó. Chứ anh em nhìn cái đồng hồ rất là dễ tua anh em phải nhìn mua xe là anh em phải nhìn cái chất. Bây giờ một chiếc xe Honda 5000 mà nó chạy nó không